cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nước tăng lực number one với Taurin, Inositol và Vitamin cho bạn tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Với number one, ai cũng có thể làm được cùng. Hãy uống number one. Nước tăng lực number one tăng thêm sức mạnh, chinh phục thử thách. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Kon Tum thông tuyến đường Đông Trường Sơn. Hiệu quả từ mô hình camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn tại Long An. Cần Thơ bức xúc vì luận văn bị rao bán công khai với giá rẻ bèo trên mạng. Thưa quý vị, sau nhiều ngày nỗ lực, đường Đông Trường Sơn đoạn qua huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum vốn bị sạt lở do mưa lớn những ngày qua cũng đã tạm được thông tuyến cho phương tiện lưu thông. Hiện tại trên tuyến sạt thêm ta luy âm dài 50m ở km 202+150 tại xã Ngọc Tem, lực lượng chức năng cũng đã rào chắn để đảm bảo giao thông. Trong đợt mưa này, trên toàn tuyến đường Đông Trường Sơn có 28 điểm sạt lở với khoảng 50.000 mét khối gây tắc đường ở 5 vị trí khác nhau, và đây cũng là tuyến thường xuyên bị sạt lở. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 3 ngày qua, trên địa bàn phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận liên tục xuất hiện những cơn mưa lớn, và đến chiều ngày 13 tháng 12, tại đây đã có 3 khu vực ngập sâu, sạt lở nhà cửa. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại địa bàn 2 khu phố 11 và 12 phường Mũi Né, Phan Thiết. Vào sáng ngày 14 tháng 12, đã có ít nhất 31 căn nhà của các hộ dân bị nước ngập tràn, trong đó có 6 căn nước dân đụng nóc nhà. Theo đại diện của Ủy ban dân phường Mũi Né, từ chiều hôm qua 13 tháng 12, nước mưa bắt đầu dâng và đến sáng ngày 14 tháng 12, do trời tiếp tục mưa cùng với nước mạch từ các động cát chảy ra đã gây ra tình trạng ngập cục bộ. Gia đình thì chuyển đồ sớm, biết là trước sau là tại vì biết mưa là còn mấy ngày nên tưởng là chuyển đẹp sớm hết. Đồ đẹp là chuyển đồ qua bên nhà bà chị bên, lên tránh được. Theo thống kê, mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng nhiều vật dụng trong gia đình của các hộ dân đã bị nước cuốn trôi hoặc hư hỏng. Bà con phải sử dụng thúng để di chuyển. Thêm vào đó, mưa lớn do áp thấp gây ra trong những ngày qua đã làm vỡ 3 điểm cống thoát nước trên tuyến đường chính của phường, gây ra nguy cơ sạt lở đường rất cao. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực ngập cục bộ để giúp người dân và huy động các máy bơm nước để giải quyết ngập tạm thời. Vừa qua, có thông tin cho rằng nông dân tỉnh Long An phải đổ bỏ trái thanh long vì bán không được. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên thì đây là những thông tin hoàn toàn thiếu cơ sở. Long An là một trong những địa phương có diện tích trồng cây thanh long lớn nhất cả nước. Những năm qua, tình hình tiêu thụ trái thanh long khá ổn định, giúp nhiều người nông dân làm giàu từ loại trái cây này, lợi nhuận thu được đạt từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta một năm. Đặc biệt là vào các thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, giá thanh long luôn ở mức cao, do đây là thời điểm trái vụ, sản lượng thấp trong khi nhu cầu tiêu thụ rất cao. Hoàn toàn không có việc người nông dân đổ bỏ thanh long do không có người thu mua. Hiện nay đó, cái thông tin là thị trường về cái thanh long chúng ta phải xác định là không có cái tình trạng mà thanh long đổ bỏ cho bỏ ăn, như mà cái thông tin mà tại một số vựa thu mua thanh long ở huyện Châu Thành, thủ phủ thanh long của tỉnh Long An, các hoạt động thu mua vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại đang trong thời điểm trái vụ nên sản lượng thanh long cho trái không lớn, do đó giá cả đang nằm ở mức cao. Hiện giá mua tại vườn đối với thanh long ruột trắng dao động từ 8.000 đến 12.000 đồng một kg, thanh long ruột đỏ từ 35.000 đến 40.000 đồng một kg. Theo Sở Công Thương Long An, toàn tỉnh hơn 7.400 hecta thanh long, tập trung chủ yếu tại huyện Châu Thành. Sản lượng thanh long đạt khoảng 158.000 tấn. Hiện nay trái thanh long của tỉnh đã xuất khẩu được trên 15 quốc gia vùng lãnh thổ, đạt kim ngạch khoảng 129 triệu đô la Mỹ. Nhằm tăng cường công tác phòng chống kinh doanh hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong và sau Tết Đinh Dậu, sáng nay ngày 14 tháng 12, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết không gian lận thương mại với các doanh nghiệp chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố. Tại sự kiện, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết không gian lận thương mại với gần 300 đơn vị doanh nghiệp chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố. Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, trong 11 tháng đầu năm 2016, đơn vị này đã kiểm tra 5.240 vụ, thì có đến 4.904 vụ vi phạm. Trong đó có 971 vụ vi phạm hàng cấm, 1.630 vụ hàng nhập lậu, 662 vụ hàng giả và sở hữu trí tuệ, 267 vụ liên quan đến giá cả và đầu cơ găm hàng, 288 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng hơn 2.000 vụ vi phạm khác. Chúng tôi mà cảm thấy là khó khăn nhất trong cái kiểm tra này đó là thứ nhất là cái việc các đối tượng vi phạm về cái hàng gian giả này thì thường xuyên
thay đổi địa điểm cũng như là cái dùng các những cái biện pháp hết sức tinh vi, thậm chí là có những cái lực lượng để tổ chức cái kế hoạch đối phó lại các lực lượng kiểm tra. Bên cạnh đó là khi mà bị phát hiện được đối với một số các nhãn hàng mà thương hiệu lớn của thế giới đó, thì chúng tôi cần phải có cái sự hợp tác của cái nhãn hàng đó để mà kết luận hàng đó là giả. Thì hiện nay chỉ có 1-2 cái nhãn hàng là có phối hợp với lực lượng quản lý thành phố. Cũng tại buổi lễ ký kết, người tham dự còn được hướng dẫn chi tiết về cách nhận biết hàng thật, hàng giả của một số mặt hàng tiêu dùng, công nghệ thường bị làm giả, nhái nhãn hiệu. Sự liên kết giữa cơ quan chức năng với doanh nghiệp đã thể hiện sự chung tay vào cuộc chống hàng gian, hàng giả dịp cuối năm. Để dịp Tết này, người dân thành phố an tâm hơn với hàng tiêu dùng mình đang sử dụng. Tiếp theo chương trình là những thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, nhờ những chiếc camera lắp đặt tại các trụ sở, trên các tuyến đường tại tỉnh Long An, mà hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông tăng lên rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, trên toàn địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An đã có trên 332 camera an ninh được lắp đặt tại các điểm nóng, ở các trục đường chính. Bên cạnh đó, các địa phương còn vận động các hộ gia đình lắp đặt được 1.332 camera. Ngoài ra, có 286 cơ quan doanh nghiệp, nhà trường cũng đã lắp đặt trên 2.000 camera giám sát. Từ đó, việc gắn camera an ninh đã đem lại hiệu quả thiết thực như dữ liệu từ các camera đã giúp cho việc xử lý nóng và xử lý nguội đối với các hành vi về trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ được các thông tin về trộm cắp, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy để phục vụ cho công tác điều tra. Mô hình nào gắn camera an ninh thì tôi thấy là coi như là một người dân, tôi thấy cái mô hình này rất là cái hiệu quả. Sau thời gian triển khai cái mô hình camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn phường thì tình hình tội phạm về nạn xã hội đã giảm đáng kể, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập ban đêm đã không còn, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động năng động của lực lượng công an phường cũng như bảo vệ dân phố, dân phòng được nâng lên. Nhờ những chiếc camera lắp đặt tại các trụ sở trên các tuyến đường mà hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông tăng lên rõ rệt. Không những thế, đây còn là một trong những cách làm hiệu quả để ngăn ngừa các loại tội phạm. Mô hình này góp phần kéo giảm tội phạm, kiểm soát trật tự giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Ngày 13 tháng 12, Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thức, sinh năm 1995, trú tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Người bị Thức cướp là bà mẹ Việt Nam Anh Hùng 97 tuổi Trần Thị Con, trú tại thôn Vinh Quang Thượng, xã Gio Quang. Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 12 tháng 12, bà Con đến Công an huyện Gio Linh trình báo về vụ cướp. Bà Con cho biết khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi đang ngủ thì bị một đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà lục tìm tài sản, dùng vũ lực khống chế và giật đi một cái yếm bà đang đeo trong người rồi bỏ chạy. Bên trong cái yếm này có 83 triệu đồng tiền mặt. Đây là số tiền lương cho người có công hàng tháng được bà Con cất giữ nhiều năm qua. Công an huyện Gio Linh đã tổ chức lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến 17 giờ cùng ngày, công an đã làm rõ nghi phạm thực hiện vụ cướp tại nhà bà Con chính là Nguyễn Ngọc Thức, sinh năm 1995, trú cùng địa phương. Tại cơ quan công an, Thức khai nhận do không có tiền tiêu xài, khi phát hiện bà Con cướp nhiều tiền trong người nên đã nảy sinh ý định cướp. Sau khi cướp được tiền, Thức đem tiền về nhà ngủ, chờ đến sáng đem giấu tại một nghĩa trang nằm trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Cam Lộ. Thưa quý vị, kết thúc quá trình học đại học, nhiều bạn sinh viên tự hào khi cầm trên tay quyển luận văn của mình, sản phẩm tư duy đúc kết cả quá trình học tập. Tuy nhiên hiện nay, nhiều bạn sinh viên Đại học Cần Thơ lại vô cùng bức xúc khi hàng loạt luận văn của các bạn bị rao bán tràn lan trên mạng với mức giá rẻ bèo mà không có bất kỳ sự liên hệ xin phép nào. Theo đó, nhiều cựu sinh viên của trường Đại học Cần Thơ vô cùng bức xúc khi luận văn của các bạn bị rao bán công khai mà không có sự đồng ý từ phía tác giả. Các luận văn được rao bán trên trang mạng có tên miền là http://123.org hay luậnvantot.vn. Qua tìm hiểu, trang mạng này không chỉ rao bán luận văn của sinh viên mà còn rao bán luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều chuyên ngành và hướng dẫn đầy đủ cách thức thanh toán. Đa phần những luận văn này được rao bán với mức giá từ 15.000 đồng đến 38.000 đồng, thậm chí đến trang luậnvantot.vn giá chỉ ở mức 5.000 đồng cho lượt tải về. Bạn Mỹ Kim, cựu sinh viên ngành ngôn ngữ Anh K36 trường Đại học Cần Thơ, không khỏi ngạc nhiên khi luận văn của bạn đã bị nhiều lượt tải về và được rao bán hơn một năm trước mà bạn không hề hay biết. Thậm chí có trang bán chỉ ở mức giá 5.000 đồng. Không riêng gì trường hợp của bạn, mà hàng loạt bạn bè khác cũng bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội. Cảm giác đầu tiên là rất là bức xúc, tại vì là cái công sức của mình trong suốt một học kỳ làm ra mà mình có thể đem cho các em sau này để người ta học hỏi, để các em học hỏi. Dựa theo các bạn của mình, người ta có thể tìm hiểu thêm được cái gì đó. Còn đời này là bị rao bán công khai và không thông qua quyền tác giả.
Bên cạnh việc rao bán tràn lan luận văn của sinh viên Đại học Cần Thơ, các tài khoản bán luận văn trên hai trang mạng vừa nêu còn tạo nên bộ sưu tập luận văn của nhiều trường khác. Để tải được luận văn về, người tải chỉ cần nạp thẻ cào các mạng di động tối thiểu là 50.000 đồng vào tài khoản được ghi sẵn trên trang thanh toán và được chỉ từng bước cụ thể. Việc mua bán luận văn hiện nay trên mạng thì cái việc này nó do sự thỏa thuận giữa các bên với nhau. Nếu mà người bán bà đồng ý bán và người mua đồng ý mua thì cả hai người ta tiến hành. Còn nếu trường hợp cái việc mua bán cái luận văn như vậy mà nó xâm phạm đến cái quyền sở hữu trí tuệ của ai đó thì cái người đó được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết về cái hành vi xâm phạm đó. Trước tình hình trên, cần sớm có sự vào cuộc từ phía nhà trường và các bạn sinh viên phối hợp với các cấp ban ngành liên quan nhằm sớm làm rõ vấn đề, tránh những trường hợp đánh cắp thông tin đáng tiếc có thể xảy ra. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Phi Nhung thức khuya, thích ăn các món chiên xào nên lo nóng trong người khiến ngoại hình không tươi trẻ. Trà Dr. Thanh giúp thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Phi Nhung không thể thiếu trà Dr. Thanh mỗi ngày được, ghét ghê vậy đó. Cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bình Định kêu gọi các tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn phòng tránh bão lũ. Đắk Lắk họp báo thông tin về vụ nổ tại trụ sở công an tỉnh. Lâm Đồng quản lý nhiệt độ, nâng cao chất lượng nông sản.